Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với mọi người với một chiếc video review sách thôi. Thì nếu như bạn là một người mà đang tìm kiếm các cơ hội du học cũng như là đang có ý định du học sang nước ngoài để học tập và làm việc thì cái video này là dành cho bạn. Nhất là khi bạn muốn đi du học nhưng mà bạn kiểu đang không biết nên làm gì, rồi đang không biết là mình phải chuẩn bị những cái gì, cần hoàn thành những gì, không biết là mình nên bắt đầu từ đâu. Thì yes, video này là dành cho bạn ấy. Bởi vì cuốn sách hôm nay là mình review là một cuốn sách có tên là Bước ra thế giới, cẩm nang du học và xin học bổng. Một cuốn sách được xuất bản bởi nhà Spider Room, là cùng nhà sản xuất với cái cuốn mà đợt trước mình đã review ngành xã hội và nhân văn có gì ấy. Chính là nhà mà sản xuất ra cái cuốn sách đấy. Thì đây sẽ là một cái cuốn sách khác liên quan đến việc du học và săn học bổng. Thì tại sao cái cuốn sách này nó lại cần thiết cho những bạn mà đang tìm hiểu cơ hội du học, và cái cuốn sách này nó sẽ bao gồm những cái gì, và tại sao nó lại dày như thế này? Trời, nó dày dã man luôn ấy, gần 500 trang lận. Một cái quyển cẩm nang mà kiểu nó dày như thế này thì mọi người phải biết là cái khối lượng thông tin nó nhiều như thế nào. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người qua xem là cái cuốn sách này nó sẽ bao gồm những cái nội dung gì nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nói về đối tượng của cuốn sách này, ai là người nên đọc cuốn này. Thì như lúc nãy mình đã nói thì đối tượng của cuốn sách này nó sẽ bao gồm, đầu tiên là các bạn học sinh, sinh viên mà hoặc là đã học xong đại học rồi mà muốn tìm kiếm cơ hội đi du học, cũng như là đang muốn tìm hiểu xem là đi du học thì cần xin học bổng như thế nào, cần viết CV như thế nào, viết bài luận như thế nào, làm thế nào để mình có được một cái học bổng để đi du học thì sẽ đọc cuốn sách này. Cuốn sách này cũng sẽ dành cho tất cả những người mà đang muốn tìm hiểu về cái chủ đề này, bậc cha mẹ muốn lo cho con mình đi du học chẳng hạn, hoặc là các anh chị muốn lo cho em của mình có thể đọc cuốn sách này. Cái cuốn sách này nó sẽ chia làm 4 chương, 4 phần. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở trong cái trang này. Đầu tiên là cái phần sửa soạn hành trang để du học và săn học bổng này. Phần tiếp theo sẽ là người ta nói chi tiết về cái việc du học ở châu Âu. Tức là các nước khi mà bạn đi du học ở các nước châu Âu thì nó sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì này. Rồi bạn sẽ đến cái nước đấy bằng cách nào này, xin học bổng ở châu Âu thì khác gì xin học bổng ở châu Á này, vân vân. Tiếp theo là chương 3 thì sẽ nói về việc du học ở châu Á, Thái Bình Dương. Và cuối cùng thì có hẳn nguyên một chương để nói về du học Mỹ. Thì mọi người có thể xem là mình, cái đối tượng mà mình đang hướng đến là gì. Thôi rồi mình sẽ nói chi tiết hơn nhá. Cái chương đầu tiên là cái chương mà mình dùng nhiều cái giấy nốt nhất ấy. Nó là cái chương sửa soạn hành trang và săn học bổng. Thì ở trong cái chương này mọi người sẽ được tìm hiểu cái thứ nhất là một vài, nó có rất là nhiều thông tin ở trong cái chương này. Nó sẽ có những cái thông tin ngoài lề như kiểu là một vài suy nghĩ thường gặp về du học này, rồi các yếu tố cần đánh giá khi mà bạn quyết định đi du học, và các yếu tố cần đánh giá khi mà bạn quyết định săn học bổng. Đó, nó sẽ có những cái thông tin ngoài lề như vậy ở trong phần 1. Một vài suy nghĩ về việc du học, ví dụ như là du học chỉ dành cho người có tiền, du học thì luôn luôn sẽ tốt hơn là học ở trong nước, học bổng du học thì chỉ dành cho những người xuất sắc thôi chẳng hạn. Thì những cái suy nghĩ như vậy là những cái suy nghĩ mà các bạn sẽ thường nghĩ đến khi mà nghĩ đến việc du học. Vậy thì những cái suy nghĩ đấy có đúng hay không? Thì mình sẽ đọc cái cuốn sách này để được giải đáp, bởi vì là cuốn sách này đã tổng hợp ý kiến của rất là nhiều người đã từng đi du học rồi, và họ sẽ đưa ra cho mọi người những cái kinh nghiệm. Thế nên là ý kiến của họ sẽ rất là khách quan và đáng tin cậy, mình nghĩ vậy. Tiếp theo là các yếu tố cần phải đánh giá khi mà bạn lựa chọn quốc gia mà bạn sẽ tới và lựa chọn học bổng mà bạn sẽ quyết định xin. Trước khi đi du học thì mình đầu tiên là mình phải chọn xem là ngành nghề nào mình sẽ theo đuổi này, rồi nước nào thì mình sẽ tới này. Có rất là nhiều nước mình có thể đến để du học đúng không? Thế nên là mọi người có thể tự nghiên cứu xem là với cái ngành nghề của mình thì nước nào sẽ là cái nước có thế mạnh về cái ngành đấy. Ở trong cái phần 1 thì cũng có rất là nhiều chương. Mình sẽ đọc qua cho mọi người những cái tên, những cái chương ở trong cái phần 1 nhé. Ví dụ như là 6 sự S, chữ S cho chiến lược học bổng thành công. Chương 2 thì sẽ nói về sơ yếu lý lịch, hay là người ta còn gọi là CV. Ở trong cái chương này thì người ta sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách làm thế nào để mình xây dựng được một cái CV đẹp nhất, hoàn hảo nhất để mình xin được cái học bổng đấy. Tiếp theo là về bài luận, phỏng vấn và nguồn học bổng. Tức là người ta sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từ lý thuyết cho đến thực tế. Để xin được học bổng thì các bạn cần làm những gì thì ở trong cuốn sách này đều hướng dẫn cho các bạn hết. Khi mà đọc cuốn sách này thì bởi vì là mặc dù là nó không có liên quan gì đến mình cả, bởi vì là mình là một người chưa bao giờ có ý định đi du học, cũng như là chưa bao giờ có ý định xin học bổng hay là làm cái gì liên quan đến cái cuốn sách này hết. Thế nhưng mà bởi vì là cái khối lượng thông tin quá lớn và cái khối lượng thông tin này rất là hữu ích, thế nên là mình cũng đã nốt nó ra vào cái quyển sổ của mình, và mình cũng sẽ đọc lại cho mọi người qua những cái thứ mà mình đã nốt ra nhá. Ví dụ như là trong chương 1 thì trong cái chương mà chuẩn bị hành trang để săn học bổng ấy, thì mình có một cái quy tắc 6 chữ S. Đầu tiên là source,
hay là search nguồn hoặc là cái nơi mà các bạn tìm được cái học bổng đấy. Chữ S thứ hai là score là điểm số này. Thứ ba là study nghiên cứu, strategy là chiến thuật, skill kỹ năng và spirit là tinh thần. Cái chiến lược học bổng thành công sẽ bao gồm 6 cái yếu tố được viết tắt bởi 6 chữ S như thế này. Ở trong cuốn sách này người ta cũng đã phân tích là cái điểm tiếng Anh của các bạn thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cái hồ sơ xin học bổng. Ví dụ như là các bạn có IELTS hay là TOEFL bao nhiêu thì sẽ xin được vào đâu chẳng hạn này. Nó sẽ gây ảnh hưởng tốt đến cái hồ sơ của bạn như thế nào hoặc là xấu đến hồ sơ của bạn như thế nào. Thứ hai là về cái cách mà viết CV ấy, thì mọi người thứ nhất là mọi người sẽ phải phân biệt xem là cái CV xin việc và cái CV xin học bổng là nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Mỗi cái CV nó sẽ đưa ra được một cái thứ mà cái người xem CV đấy muốn xem. Ví dụ như là hồ CV xin việc thì mọi người sẽ muốn xem cái kinh nghiệm làm việc của mình cũng như là cái chuyên môn công việc của mình đúng không? Thế nhưng mà CV xin học bổng thì không, nó sẽ phản ánh cái khả năng của bạn cũng như là cái ước muốn được đi du học của bạn như thế nào. Thì cái cách để viết CV ở trong này người ta cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, người ta còn hướng dẫn kỹ đến cả cái cách dàn trang, đưa ra bằng chứng hay là cái cách mà mình viết cái CV đấy như thế nào. Thì đây mọi người có thể tham khảo cái cách mà người ta thể hiện thành tích ở trong CV ở trong một cuốn sách này. Thì đây, ví dụ như là cái thông tin của CV của bạn sẽ như thế nào thì ở đây có cả một cái cột nó chi tiết đến cái nỗi mà có một cái cột tên là hội đồng hoặc là giáo sư nghĩ gì. Tức là với những cái thông tin như vậy thì cái người giám khảo chấm cái CV đấy của bạn sẽ nghĩ gì về cái CV của bạn. Ở đây có một cái điểm mình thấy cái rất là hay ở trong cái cuốn sách này mà mình đã được đọc khá lâu rồi, nhưng mà mình sau đấy thì mình thấy vẫn khá là nhiều người mắc phải cái sai lầm này. Đó là cái việc mà sử dụng cái thanh bo hay là sử dụng những cái ngôi sao để thể hiện kỹ năng. Đây ví dụ như là CV này chẳng hạn, mọi người thấy là người ta đang thể hiện kỹ năng bằng cái thanh bo ấy. Đây là một cái sai lầm cơ bản luôn ấy. Bởi vì là khi mà nhìn vào những cái thanh bo đấy thì cái người mà xem cái CV của bạn sẽ không biết là nó được dựa trên cái thang điểm như thế nào, cái tiêu chí như thế nào. Nói chung là cái thông tin này nó rất là mù mờ và nó không có tính khách quan, nó không có tính cụ thể chi tiết gì cả. Nên là cái người mà đọc CV của bạn sẽ không biết được là cái thông tin đấy là nó thế nào ấy. Đấy là một cái sai lầm cơ bản mà nếu mà bạn đang viết CV để xin học bổng du học ấy, là một cái thứ rất là quan trọng và đòi hỏi tất cả mọi thông tin đều phải thật là chi tiết và cụ thể. Chắc chắn là đừng bao giờ sử dụng cái thanh ba hoặc là những người cái ngôi sao để thể hiện kỹ năng của mình. Nếu mà các bạn không biết hoặc là chưa biết thì khi mà đi xin học bổng thì chúng ta còn phải viết bài luận nữa. Thì cái bài luận đấy cái nội dung của cái bài luận đấy sẽ cho thấy là cái việc đi du học của bạn nó sẽ giúp ích được gì cho nước nhà mình. Nó sẽ kiểu hơi vĩ mô một tí ấy. Ví dụ như là với cái lượng thông tin kiến thức mà bạn đã học được khi đi du học thì bạn góp phần phát triển nước nhà như thế nào, rồi bạn sẽ đóng góp gì cho cái ngôi trường mà bạn sẽ tham gia học ở bên kia chẳng hạn. Nếu mà các bạn đã không biết cách viết bài luận như thế nào thì cuốn sách này cũng là một cuốn sách tham khảo cho các bạn. Ví dụ như là đây người ta sẽ cho các bạn xem những cái bài luận mẫu như này, và người ta sẽ phân tích xem là những cái thông tin màu vàng này là gì này, thông tin màu xanh sẽ là gì đó, rất là cụ thể và chi tiết luôn á. Còn hai cái phần nữa là cái phần liên quan đến phỏng vấn với cả nguồn học bổng nữa ấy. Thì người ta cũng sẽ đưa ra ở trong cuốn sách này, cũng sẽ cho các bạn những cái kinh nghiệm về việc phỏng vấn, cái câu hỏi mà thường gặp này, rồi cái cách trả lời nó như thế nào để thuyết phục cho người nghe. Và cái phần nguồn học bổng thì cũng được ghi rất là cụ thể ở đây, cập nhật khá là mới từ năm ngoái là năm 2021 ấy. Thì mình nghĩ là cái số liệu so sánh từ năm đó đến năm nay nó cũng chưa bị lệch lắm đâu, nên là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng thông tin ở trong cái phần nguồn học bổng để tham khảo. Người ta sẽ cho các bạn những cái đường link cũng như là những cái trang web hữu ích để cho các bạn có thể tìm kiếm những cái học bổng ở đấy. Nói chung là người ta dẫn khá là nhiều cái link các trang web để tham khảo các thứ, nên là mọi người có thể sử dụng cái dữ liệu này để phục vụ cho cái hành trang học bổng của mình nhé. Thì đấy là cái nội dung của cái phần 1. Cái phần 1 sẽ có cái phần nội dung rất là đồ sộ, cái thông tin rất là đồ sộ ấy. Thế nên là mình nghĩ là nếu mà mọi người mà đang thực sự quan tâm đến học bổng thì rất là nên đọc cái cuốn sách này. Còn từ phần 2, phần 3 và phần 4 trở đi thì sẽ là những cái câu chuyện thực tế mà nó giống như cái cuốn sách Người trong môn nghề ấy. Tức là mỗi người sẽ kể lại cái câu chuyện của mình ấy. Thì cái cấu trúc của phần 2, phần 3 và phần 4 của cái cuốn sách này cũng sẽ như vậy. Tức là từng người sẽ kể lại cái câu chuyện của mình xem là họ đã bắt đầu du học như thế nào này, rồi cái câu chuyện xin học bổng của họ như thế nào, cái sai lầm mà họ đã mắc phải là gì, và những cái thuận lợi mà họ có được là gì, làm thế nào để họ xin được cái học bổng đấy. Nó như kiểu là một cái kiểu chia sẻ kinh nghiệm ấy. Người ta cũng sẽ đưa ra những cái CV của họ vào cái lúc đó, vào cái lúc mà họ xin học bổng đấy, và họ phân tích xem là làm như thế có nên hay không. Thông tin về chi
phí cũng như là cái số tiền mà mọi người sẽ phải chuẩn bị khi mọi người đi du học. Thì những cái phần đó thì mình đánh giá là khá là khách quan, thực tế và mọi người hoàn toàn có thể tham khảo. Ví dụ như là sau này mình có đi du học chẳng hạn, mình cũng sẽ gặp những câu chuyện như vậy. Khi mình xin học bổng mình cũng sẽ gặp những cái tình huống như vậy. Có thể xem qua cái trang của người ta thiết kế trông khá là hay. Đây là cái CV của cái người kể cái câu chuyện đấy luôn ấy. Ở đây có những cái lời khuyên về chiến thuật ứng tuyển nữa. Đấy là cấu trúc của cái cuốn sách này. Tất cả những cái gì mà mọi người cần tìm hiểu để chuẩn bị đi du học thì sẽ đều có ở trong cái cuốn sách này hết. Mọi người không cần phải làm gì nhiều hoặc là lặn lội quá là nhiều trang web hoặc gì. Mọi người hãy bắt đầu bằng cuốn sách này trước. Thứ nhất là nó được viết bằng tiếng Việt, nó viết bằng cái ngôn ngữ của mình, mình đọc rất là dễ. Thứ hai là những cái thông tin ở đây đều rất là cập nhật, đều rất là mới, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để tham khảo cho cái chặng đường tiếp theo của mình luôn. Và thứ ba là người ta có phân tích ra được cả những cái bất lợi, khó khăn cũng như là những cái thuận lợi. Bạn nên làm như thế nào thì cái kết quả của bạn sẽ tốt. Khi mà bạn tìm hiểu những cái thông tin này ở trên các trang web của các trường hẳn, những cái thông tin đấy nó không có tính phân tích nha mọi người. Nó không có tính phân tích, là nó không đưa ra cho bạn xem là như thế là ok hay là không, hoặc là bạn nên làm như thế nào. Hoặc là những cái bài chia sẻ thì nó sẽ rất là vụn vặt, kiểu nó ở khắp nơi ấy, mọi người sẽ rất là khó để thu thập chúng lại để xem cùng một lượt luôn ấy. Thì yes, sách này thực sự là một cuốn cẩm nang đúng nghĩa cho những bạn mà đang muốn tìm hiểu về du học. Rất là recommend cuốn sách này cho những bạn chuẩn bị du học nhá. Yeah. Thật ra thì mình không phải là một người muốn tìm hiểu về du học, vì thế nên là cuốn sách này với mình ấy thì nó không thực sự là hữu ích, bởi vì mình không có cái mục đích du học ấy, không có mục đích xin học bổng. Thế nên là mình sẽ nói một cách khách quan với trên lập trường của một người đọc sách bình thường thôi. Thì mình cũng thấy nó sẽ có những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm. Ưu điểm thì ở đây là nó rất là thực tế, bởi vì là nó được viết bởi chính những người đã đi du học rồi, họ đã trải nghiệm rồi, thế nên là những cái trải nghiệm ở trong cái cuốn sách này được rất là thực tế. Thứ hai, mình thấy có một cái ưu điểm nữa, đấy là người ta có những cái tip, những cái tip mà người ta gọi là cái pro tip ấy. Mọi người nhìn thấy cái chữ pro tip ở đây không? Đó. Nó như kiểu là khi mình học một cái ngôn ngữ nào đấy thì người ta sẽ có những cái tip cho mình để mình học nó tốt hơn ấy. Thì cái cuốn sách này cũng sẽ có những cái tip như thế. Ví dụ như là khi bạn viết CV chẳng hạn thì bạn sẽ có những cái tip như thế này. Bạn viết bài luận, bạn sẽ có những cái tip như thế này. Thì cái việc mà nắm được những cái tip đấy nó sẽ là một cái thuận lợi rất là lớn cho bạn khi mà bạn làm những cái công việc liên quan đến việc xin học bổng. Ở đây có một cái tip mà mình rất là hay ở ngay đầu ấy. Khi mà nói về cái điểm tiếng Anh ấy, cái ở trong cái pro tip đấy người ta chia sẻ là thay vì việc bạn cố gắng ngồi nâng bên điểm tiếng Anh của mình từ 8.0 lên 8.5 thì mình hãy cố gắng để làm tốt những cái phần khác ở trong cái hồ sơ của mình, ví dụ như là CV hay là bài luận chẳng hạn. Đừng chăm chăm vào cái điểm tiếng Anh của mình, cái điểm tiếng Anh nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Những cái tip nó sẽ kiểu như vậy, thì nó sẽ vạch ra cho mình những cái hướng rất là chi tiết để mình làm những cái việc đó tốt hơn. Yeah, rất là hay. Còn phần mình rất là ưng ý ở trong cuốn sách này nữa, đấy là nó sẽ có cái phần tóm tắt ở mỗi chương. Đây là cái phần, có cái phần tóm tắt như này. Bởi vì là cuốn sách này nó rất là dày, và không phải là ai cũng sẽ có nhu cầu để đọc hết cuốn sách này. Ví dụ như là bạn đang muốn du học châu Âu chẳng hạn, thì bạn sẽ chỉ focus vào cái phần du học châu Âu của mình thôi. Mình sẽ không cần phải quan tâm quá là nhiều đến cái phần du học châu Á, Thái Bình Dương chẳng hạn ấy. Thì yeah, các bạn có thể đọc cái phần tóm tắt này để xem là những cái thông tin ở trong cái chương đấy nó có cần thiết với mình hay không, để mình chọn đọc. Đúng như kiểu là một cuốn từ điển ấy mọi người, cần phần nào thì đọc phần đấy thôi. Cuốn sách này hoàn toàn mình có thể đọc theo cách đấy. Yeah, một cái ưu điểm nữa mọi người có thể thấy nãy giờ đấy là nó design khá là đẹp, khá là dễ nhìn. Đây thì luôn luôn là ưu điểm của nhà Spider Room đúng không? Luôn luôn biết cách làm cho một cuốn sách khô khan trở nên thú vị bằng cách là đầu tiên là in màu một cuốn sách dày như thế này. Mọi người thấy cái sự công phu của nó, cái sự gọi là đầu tư trau chuốt của nó rồi đấy. Tuy nhiên là cái chính cái phần design này nó cũng trở thành một cái nhược điểm, bởi vì là cái chữ của nó siêu to ấy, mà nhìn nó hơi thô. Mình không thích những cái gì nó quá to và quá thô, vì thế nên là với mình thì cái phông chữ ở cuốn sách này nó hơi thô, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đúng không, nó chả ảnh hưởng gì nội dung cả, thậm chí là nó còn tốt so với những người mắt hơi kém một tí bởi vì cái chữ nó to. Ở cuốn sách này thì cũng được viết bởi nhiều tác giả, bởi vì là có nhiều người kể những cái câu chuyện của mình mà. Thế nên là đôi khi cái thông tin nó sẽ bị trùng. Ví dụ như là cái bạn trước, bạn ấy vừa chia sẻ về CV rồi, nhưng mà cái bạn sau bạn ấy lại chia sẻ một lần nữa về cái việc viết CV ấy. Thì mình thấy là nó sẽ, đôi khi là mình sẽ cảm thấy nó hơi bị too much, nó bị nhiều quá ấy. Còn một nhược điểm nữa, nhược điểm này là thuộc về cảm tính nha mọi người. Khi mình đọc cuốn sách này mình kiểu phải đối diện với quá là nhiều người giỏi ấy. Có những người vừa được xin được học bổng tiến sĩ, vừa xin được học bổng giáo sư, vừa xin được học bổng thạc sĩ ở Mỹ với cả ở các nước châu Âu ấy. Mình thấy kiểu uầy,
thật là nhiều người giỏi, mình cảm thấy mình thật là dốt, mình chả làm được cái gì hết. Nhưng mà thôi không sao, mỗi người sẽ phát triển theo một cách mà, đúng không? Sau đấy thì mình cũng thấy bình thường. Yeah, vậy thì đó là tất cả những cái review cũng như là chia sẻ của mình về cái cuốn sách Bước ra từ thế giới cẩm nang du học và săn học bổng của tiến sĩ Phạm Đức Hùng, một cuốn sách của nhà xuất bản Thế Giới kết hợp với Spider Room để sản xuất rồi. Giới thiệu hơi dài ha, cuốn sách này nó hơi dày một chút nên là trong này có rất là nhiều thông tin, nó một lần nữa rất hữu ích cho những bạn mà đang chuẩn bị đi du học. Thật sự luôn ấy, thật sự là nếu mà mình mà chuẩn bị đi du học mình có một cuốn sách như này là mình kiểu mừng húng luôn ấy. Không phải đi tìm thông tin ở đâu xa, mình chỉ cần đọc cái cuốn sách này thôi là mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là có rất là nhiều những cái chia sẻ và những cái tip, những cái mẹo để mình hoàn thiện cái hồ sơ du học của mình rồi. Thế nên là mình rất là recommend cuốn sách này cho mọi người nhé. Yes. Đó là tất cả những cái gì có trong video ngày hôm nay rồi. Thì hy vọng là mọi người đã xem cái video này đến đây để mọi người nhận ra là mình đã mua kính mới rồi mọi người ạ. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram Thiệt Lệ Nhận Sách nhá. Mình cũng vẫn đang bán sách cũ ở trên Instagram Thiệt Lệ Bán Sách Cũ nữa. Mọi người hãy qua ủng hộ sách cũ cho mình nhé. Mọi người hãy qua ghé qua tiệm của mình xem là mình có thích cuốn sách nào không nhá. Yes, hy vọng là mọi người đã thích cái video này một lần nữa và tạm biệt các bạn.